Cái này ngày xưa mình học về BSC. Ở đây có anh chị nào nghe về BSC chưa? Balance Scorecard ấy. Đấy, thẻ điểm cân bằng. Chúng ta sẽ nhìn thấy đây ạ. Trong kinh doanh ấy, là chúng ta có một cái đầu tiên là chúng ta có mục tiêu đầu tiên là mục tiêu về mặt tài chính. Đấy, bốn mặt trận. Thì mục tiêu đầu tiên là mục tiêu về mặt tài chính. Trong tài chính các anh chị sẽ cần cái gì ở đây ạ? Các anh chị cần doanh nghiệp có lợi nhuận tốt. Các anh chị cần doanh nghiệp có dòng tiền tốt. Và anh chị cần doanh nghiệp có gì ạ? Có doanh thu tốt. Lợi nhuận, doanh thu và dòng tiền là tài chính. Nhưng mà chúng ta đặt ra một câu hỏi, cái điều gì nó đem lại cái tài chính tốt cho doanh nghiệp? Mà cái tài chính nó chỉ là một gì ạ? Nó chỉ là một cái quả của một cái nhân mà chúng ta đã gieo trước đó, đó chính là khách hàng. Doanh nghiệp nào mà càng có thêm nhiều khách hàng mới và doanh nghiệp nào càng có thêm nhiều khách hàng trung thành thì doanh nghiệp đấy hiển nhiên sẽ có được doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền tốt. Tài chính nó chỉ là một cái quả của một cái nhân mà chúng ta gieo, tức là gì ạ? Chúng ta chăm sóc khách hàng rất là tốt, chúng ta làm trải nghiệm khách hàng rất là tốt. Nhưng mà điều gì sẽ quyết định ấy? Là chúng ta luôn luôn tạo ra những trải nghiệm khách hàng xuất sắc. Thì cái yếu tố tiếp theo nó quyết định đó là gì? Là chúng ta sẽ phải cải tiến quy trình kinh doanh. Và chúng ta nhìn này, nó được đưa vào trong cái giá trị cốt lõi của Starbucks và văn hóa của Starbucks. Chúng ta cải tiến quy trình kinh doanh, chúng ta cải tiến cái gì đây? Chúng ta sẽ cùng xem ạ. Thứ nhất là về R&D, về mặt sản phẩm. Doanh nghiệp có riêng một cái bộ phận gọi là nghiên cứu phát triển sản phẩm để liên tục cải tiến cái sản phẩm dịch vụ của mình không? Và có cái bộ phận trải nghiệm khách hàng để liên tục cải tiến không? Đấy, cải tiến cái sản phẩm dịch vụ của ta. Cải tiến quy trình kinh doanh. Chúng ta cải tiến về cách làm gì? Cách làm về marketing, cách làm về sale, cách làm về gì ạ? Nhân sự, cách làm về tài chính kế toán, rồi công nghệ. Vì chúng ta cải tiến quy trình kinh doanh liên tục được nên chúng ta mới liên tục tạo ra những cái trải nghiệm khách hàng xuất sắc, dạng dịch vụ xuất sắc. Nên chúng ta luôn có thêm nhiều khách hàng mới và thêm nhiều khách hàng trung thành. Nhưng mà cái điều gì sẽ quyết định chúng ta có thể cải tiến quy trình kinh doanh liên tục được? Là doanh nghiệp phải có được một cái văn hóa học tập. Đấy, ngắn gọn này, nếu mà nói dài cụ thể hơn là gì, là văn hóa học tập đào tạo đổi mới và sáng tạo liên tục. Thế để tạo ra một cái văn hóa học tập đổi mới sáng tạo liên tục ấy thì chúng ta sẽ phải làm gì ạ? Thì cái điều căn bản nhất, khó nhất đó là lãnh đạo, là phải tạo gương, phải tạo ra một cái mã ADN, mã gen trong tổ chức và lan tỏa đến toàn bộ nhân viên, ban lãnh đạo đấy. Ban lãnh đạo phải là tạo gương, phải tạo ra một mã gen nó lan tỏa đến toàn bộ cán bộ công nhân viên. Đấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là gì? Bốn mặt trận: tài chính này, khách hàng này, cải tiến quy trình kinh doanh liên tục này, và bốn đó là gì? Là một văn hóa học tập đổi mới sáng tạo không có điểm dừng. Thế đây là cái thẻ điểm cân bằng chúng ta nhìn này. Và chúng ta sẽ nhìn đây, chúng ta nhìn sâu vào trong cái văn hóa của Starbucks đi. Chúng ta sẽ nhìn là gì? Cách chúng ta đối đãi với nhân viên ảnh hưởng trực tiếp đến gì ạ? Cách họ phục khách hàng, và đó là kết quả tài chính của doanh nghiệp. Cái khách hàng này chúng ta phải hiểu cho có một khái niệm nữa. Đó là nhân viên. Nhân viên của anh chị mới là khách hàng quan trọng nhất. Nên anh chị ở đấy, cái là anh chị có phải làm một cái rất là quan trọng là bộ phận nhân sự ấy, là anh chị phải làm một cái gọi là đo lường trải nghiệm nhân viên. Nó chính là xu thế trên toàn cầu. Mình có một niềm tin sâu sắc rằng cách chúng ta đối xử với nhân viên như thế nào thì nhân viên sẽ đối xử với khách hàng như vậy. Đây là niềm tin sâu sắc của mình. Đấy, nên cái lãnh đạo sẽ phải điều chỉnh lại xem là cái cách mình đối xử, mình phục vụ nhân viên của mình như nào. Nó không phải là từ cuống họng trở ra mà nó phải từ con tim của chúng ta. Đấy, từ hành vi của chúng ta. Nếu chúng ta muốn kinh doanh một cách gì ạ? Bền vững, phát triển, đường dài đấy,